Vâng, cơ sở túi mây bao trái cây em Thảo gửi lời chào tới toàn thể các bác làm vườn. Hôm nay em sẽ chia sẻ tới các bác một dòng túi mà giúp các bác chống sâu cắn quả, chống ruồi vàng, chống lắng, chống giám và chống tia cực tím. Đây là những cái mẫu túi của bên cơ sở em may thủ công và đang gửi tới các bác trên mọi miền Tổ quốc để các bác mình bao bưởi, bao xoài, bao vú sữa và bao mướp, bao mít. Đấy, bao mít thì hôm nay em sẽ để cụ thể về ba cái dòng lưới để các bác nhà mình nắm bắt được. Và cơ sở em sẽ chỉ may hai dòng, đó là một loại là túi lưới và một loại là túi vải. Túi vải là một cái mẫu phổ thông mà đang được các bác sử dụng rất là nhiều. Kích thước của cái túi vải, đây là cái túi bưởi diễn này, thì bên đơn vị em sẽ đóng 100 cái trên một gói như thế này. Đây như các bác nhìn, 100 cái trên một gói như thế này nhé. Đây là 100. Túi kích thước là 30-35, dành cho quả bưởi diễn. Quả bưởi diễn 2kg đấy, và trên 2kg trở lại. Và với các bác mà sử dụng bưởi diễn hoặc là bưởi đoan hùng thì các bác sử dụng kích thước túi là túi 30-30, và có thể các bác sử dụng túi 25-30. Ba cái kích thước chủ yếu các bác bao bưởi là 25-30, 30-30 và 30-35. Đấy là kích thước bao bưởi chủ yếu nhá. Còn nếu như các bác mà muốn bao vú sữa hoặc là bao ổi, đây là kích thước túi nhỏ nhất thì tùy thuộc theo các bác thôi. Khi bên đơn vị em báo thì sẽ báo kích thước nhé, để các bác nhà mình lựa chọn cho đúng. Cái kích thước như cái bao em cầm đây là kích thước nhỏ nhất, để em đang gửi được các bác kích thước 18, 16 là kích thước nhỏ nhất của bên đơn vị em. Thế thì các bác xem, ví dụ như quả này thì người ta hay bao cam này, bao cam. Tất cả những dòng túi thì em đều có vải và lưới. Đây là lưới này các bác này. Đây là chất lưới nhé, còn đây là chất vải. Đấy, cái vải này nhà em là vải sơ dai, vải rất chi là tốt. Đấy, xong rồi đây là 100. Kích thước túi này là túi 20-20. Đấy, từ bé tới lớn, nó có nghĩa là bé nhất là 18-16 này, 18-20 này, 20-20 và 20-25, 25-30. Đấy là tất cả kích thước mà em muốn đưa tới các bác trong cái vụ làm cây này. Đây là túi mùng này, túi mùng này, túi mùng 20-20 nhá. Đấy, và đây là túi mùng 20-25 này. Kích thước thì bên cơ sở em sẽ báo chuẩn như vậy để các bác nhà mình nắm bắt được. Và túi nhà em thì sẽ là túi may thủ công 100%. May thủ công thì có nghĩa là các bác hãy nhìn cái đường may. Đây em để cho các bác xem, để ví dụ là cái túi mít này. Đường may thủ công 100, đây là túi mít thái nhé. Túi mít này là túi mít lưới, là loại bền nhất, các bác có thể sử dụng tới 4-5 vụ là cái túi lưới này. Còn đối với túi mít mùng, mít mùng thì em sẽ có hai loại. Ví dụ như các bác mua cái mùng cứng này thì cái mắt của nó rất chi là dày, an toàn, rất chi là cứng nhé. Thì cái túi mít mùng này, đây là mùng cứng, thì giá của nó sẽ cao hơn cái mùng mềm này một chút này. Đây là mùng mềm. Mùng mềm thì cái đường may của nó là may dây như thế này nha các bác nhé, dây rút này. Cái này em gọi là mùng mềm nhá. Đấy, đường rút dây này. Kích thước của túi mít của bên cơ sở em Thảo là kích thước 50-70. Túi vải, túi mùng và túi lưới đều là 50-70 hết. Cái này em 50-70 này. Đường may thủ công 100% này các bác này. Đấy, và cái túi này thì các bác có thể sử dụng bền tới 3 vụ cái túi mùng này. Còn túi vải thì sử dụng tối thiểu là 2 vụ nha các bác nhé. Đây là túi vải. Thì đơn vị em sẽ nhận gửi và ship trên toàn quốc. Đối với các bác mà mua từ số lượng là 1.000 cái trở lên thì đơn vị em sẽ miễn phí ship. Riêng túi mít thì nhà em 100 cái các bác mua đã được miễn phí ship rồi. Đấy, còn từ túi cam tới túi bưởi là 1.000 cái thì em miễn phí ship nhé. Đấy, ngoài ra bên đơn vị em sẽ còn có bao ổi. Nếu như các bác mà cần bao ổi này, cái bao ổi này nhà em là bao ổi 4 mùa nhé. Các bác có thể bọc được cả xuân hạ thu đông. Đấy là bao ổi nhà em. Em chỉ có một kích thước dài 14cm và sẽ lồng sẵn hết như này về, các bác chỉ việc bao vào quả ổi thôi. Đối với các bác làm bưởi, làm ổi bây giờ thì 100% là các bác đều phải dùng túi bao. Nếu không có thì sâu sẽ cắn, ruồi vàng sẽ châm, không được ăn. Túi này thì nhà em sẽ thủng hết hai đầu rồi nhé. Các bác rất dễ sử dụng. Đối với các bác trên mọi miền Tổ quốc khi xem được cái video này của nhà em đang quan tâm tới tất cả những cái dụng cụ làm nông nghiệp, làm vườn, hãy liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại đây. Và các bác đang muốn mua cái dụng cụ em đang tải này, chỉ cần các bác alo trực tiếp, để lại địa chỉ số điện thoại của nhà mình, em sẽ gửi đến tận nhà. Và cũng rất mong muốn là khi xem được video thì các bác sẽ nắm bắt được về cái kích thước thật chuẩn. Để em gửi tới thì nắm bắt rất nhiều bác bảo tôi đặt cái này nó nhỏ quá, hoặc tôi đặt cái này nó to quá. Trước khi bán cho các bác em sẽ nói rõ về kích thước luôn, để các bác nhà mình được biết và cũng như là chất. Và nếu như các bác mà muốn xem chi tiết hơn thì hãy vào cái số điện thoại này của em có Zalo,
để em gửi mẫu cũng như là gửi hình ảnh chi tiết để các bác nhà mình được xem qua những đoạn clip ngắn như này. Đây là túi mít Thái các bác nhé, cứ 100 cái là em miễn phí ship. Thì giá của nó thì hiện tại ở cái thời điểm này thì cái nguyên vật liệu của nó rất là khan hiếm. Thì bên đơn vị em sẽ bán cho các bác là 600.000 trên 100 cái lưới Thái xịn kìa. Đấy, còn mùng này thì nó từ 400-500. Còn những cái túi này nó chỉ tầm độ 55.000, 100 túi nhỏ nhất. Và túi bưởi diễn thì nó là 1.100, da xanh nó là 1.200. Đấy, đấy là túi bao trái của bên cơ sở em Thảo nhé. Thế bác nào mà đang cần dụng cụ túi bao trái cây liên hệ trực tiếp tới đầu số điện thoại đây, em sẽ tư vấn các bác. Cảm ơn các bác đã theo dõi video nhé. Và các bác đừng quên nhấn like, chuông, nhất là đăng ký kênh là nút đỏ ngay cạnh góc màn hình để đón xem và cũng như là để lựa chọn những cái dụng cụ thích hợp nhất trong cái mùa làm cây của năm nay. Cảm ơn các bác đã theo dõi video. Chào và hẹn gặp lại các bác ạ.